Vì sao Lão Tử nói, lời hay thì không thật, lời thật thì không hay? Quê nhà của Lão Tử là nơi nổi tiếng với hoa mẫu đơn. Một ngày, có người vào làng bán cây mẫu đơn, nhưng thực chất đó là gốc cây củ gai, trông giống hệt như gốc mẫu đơn. Người bán hàng dùng những ngôn từ dễ nghe để chào mời khách mua. Một đóa mẫu đơn tỏa ánh hồng, màu sắc rọi người khắp nhà thơm. Đóa hoa lớn cỡ cái thau chậu, diễm lệ vô cùng, vua loài hoa. Lão Tử nghe ông ta nói hay nói ngọt, bèn mua thử một cây. Sau khi về nhà, ông cẩn thận vun trồng trong sân. Không lâu sau, gốc cây nảy mầm, mọc ra những lá non. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hoa đâu, thân cây dần lộ ra nguyên hình cây củ gai. Mùa xuân năm sau, lại có một người bán gốc mẫu đơn vào làng. Vì đã mắc lừa lần trước, lần này Lão Tử cẩn thận hỏi người bán rằng: "Thứ anh bán có phải là mẫu đơn không?" Người đó không nói nhiều, đáp lại thô lỗ rằng: "Chỉ có một đống này, ông muốn mua thì mua, không mua thì thôi." Lão Tử cảm thấy người này thật kỳ lạ. Sao anh ta lại không khen hàng của mình nhỉ? Cuối cùng, Lão Tử vẫn mua một cây, về nhà ươm trồng. 10 ngày sau, trên mặt đất đã trồi lên mầm non. Rồi cây lại nở ra 10 mấy bông hoa, vừa to vừa đẹp. Quả đúng là hoa mẫu đơn, về sau khi viết cuốn Đạo Đức Kinh. Lão Tử căn dặn thế nhân rằng, lời hay thì không thật, lời thật thì không hay. Chính là lời nói thật thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không chân thật. Thời triều đại nhà Thanh, khi vua Càn Long hứng chí làm thơ, quan cận thần hòa thân liền ca tụng hết lời. Thơ của hoàng thượng hay tuyệt đỉnh, chữ viết như rồng bay phượng múa. Triều đình ta mấy nghìn năm chưa có ai làm thơ hay và viết chữ đẹp như thế. Với những lời phỉnh nịnh ngọt ngào, hòa thân đã chiếm được hoàn toàn lòng tin của vua Càn Long. Nhân đó, hòa thân thừa cơ tham ô, nhận hối lộ, trở thành đại tham quan nổi tiếng lịch sử. Hòa thân tham lam, nhưng vua Càn Long cũng có một phần trách nhiệm vì ông thích nghe nịnh. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng có nhiều nhà lãnh đạo nhận ra bản chất giả dối và nguy hại của những lời du nịnh. Thời Tam Quốc, Tào Tháo viết xuống chiếu cầu hiền, trị vì đất nước, thiết tập trăm quan, phải thật sự phòng người du nịnh. Hay Tề Uy Vương, vì cảnh giác trước những lời du nịnh xuôi tai nhưng không thật, đã ra lệnh trước bàn dân thiên hạ rằng: ai chỉ ra lỗi lầm của nhà vua trước mặt triều đình, được thưởng loại 1. Ai dâng biểu hạch tội nhà vua, được thưởng loại 2. Ai có lời chỉ trích nhà vua, được thưởng loại 3. Lệnh vua vừa ban, dân chúng kéo đến cổng thành đông như họp chợ. Tề Uy Vương bừng tỉnh, biết mình trước đây toàn nghe theo lời của bọn nịnh thần, nham hiểm. Trong sử sách cũng có ghi chuyện Sở Trang Vương thường lo lắng việc nước, luôn hỏi han quần thần. Lũ nịnh thần lúc nào cũng ca tụng Sở Trang Vương sáng suốt tài ba. Sở Trang Vương rất buồn, ông than: ta đây đã ngu, mà đình thần lại ngu hơn ta nữa, thì nước ta có lẽ khó mà giữ được yên. Sau đó, Sở Trang Vương loại bỏ hết bọn nịnh thần, trọng dụng người tài, khiến nước Sở ngày càng hùng mạnh. Trong cuộc sống, đúng là không nên nói lời tận ngôn gây tổn thương cho người khác, nhưng cũng không nên vì thế mà nói những lời màu mè. Giữ tâm chân thật, ý niệm thiện lành, thì lời nói ra ắt sẽ khiến người nghe cảm nhận được điều tốt đẹp.